cùng với hàng trăm triệu trái tim yêu nước hướng về Hoàng Sa, Trường Sa, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Thanh niên sinh viên các trường đại học đã tham gia chương trình Hướng về biển đảo Tổ quốc với nhiều cách thức phong phú và có nghĩa giáo dục sâu sắc. Chiều nay, buổi sinh hoạt thường kỳ của thầy và trò Đại học Đại Nam diễn ra trong một không gian khác lạ, trọng đại và thiêng liêng, khác với các hoạt động xã hội bảo vệ môi trường hoặc đến với người bệnh và các gia đình bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Gần 2.000 giáo viên và sinh viên tập trung ở sân trường dưới cái nóng oi ả 40 độ để tham gia chương trình Hướng về biển đảo của Tổ quốc. Không khí thật sự xúc động và thiêng liêng. Sự kiện Trung Quốc ngang ngược xâm phạm lãnh hải của Việt Nam trong thời gian vừa qua là điều mà chúng ta không mong muốn. Tuy nhiên đây cũng là dịp mà nhân dân cả nước sát cánh bên nhau, đoàn kết cùng nhìn vào một hướng. Và tôi nghĩ nhất là giới trẻ thì ở trong họ dấy lên một cái tinh thần yêu nước, tinh thần tự cường dân tộc, dù hy sinh cũng phải quyết tâm bảo vệ Tổ quốc đến cùng. Nhân cái dịp này thì Trường Đại học Đại Nam tổ chức một cái buổi xếp hình lá cờ Tổ quốc và hàng chữ Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam, để muốn nuôi dưỡng, giáo dục các em cái tinh thần yêu nước, quan tâm đến các vấn đề của đất nước, đồng thời hiểu hơn cái ý nghĩa của cuộc sống. Tự hào là sinh viên Đại Nam, mái trường đã gắn với tên gọi của đất nước. Tự hào là công dân Việt Nam, Tổ quốc tươi đẹp với biển rộng, sông dài đã từng trải hơn 4.000 năm xây dựng và kiến tạo. Trí tuệ, xương máu và tình yêu đã làm nên toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đó là điều thiêng liêng, bất khả xâm phạm, mãi mãi phải bảo vệ, giữ gìn. Thông điệp của lòng yêu nước đang hiển hiện ở khắp nơi trên đất nước này, kết thành một làn sóng mạnh mẽ hướng về Hoàng Sa, Trường Sa, nơi đầu sóng ngọn gió, tiền tiêu của Tổ quốc chúng ta. Vào chiều nay, trong chương trình Chung tay vì biển đảo quê hương, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Công